Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay có một cái vị khách hàng đến văn phòng, và tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện để chúng ta hiểu thêm về quy định của pháp luật. Tối nay thì tôi sẽ live stream để phục vụ quý vị và các bạn vào lúc 7:30. Nếu anh chị em nào giỏi công nghệ thông tin thì cũng có thể để lại thông tin vô comment ở phía dưới, và chúng ta sẽ được luật sư trả lời nóng. Câu chuyện ngày hôm nay như thế này ạ. Vào năm 2005 thì bà A, bà có toàn bộ diện tích của bà là 500 m2, thì do khó khăn bà chỉ bán là 300 m2 cho ông B. Thì những tưởng rằng là việc bán cái đất đó cho một phần, tuy nhiên rằng là do bị áp lực thì ông B ổng mới bảo rằng là chị bán cho tôi mà bây giờ giấy tờ làm ra không được, thôi giờ chị đưa tôi giữ giấy tờ đi. Thì cũng tin lời, thì bà A này mới ủy quyền để mà định đoạt cái tài sản, để tránh trường hợp thực tế thôi quý vị và các bạn, người ta mua 300 m, mà giờ người ta không có tầm cầm tờ giấy thì cũng rất là buồn. Vài năm, 5 năm, 10 năm, đất vô quy hoạch bồi thường. Thì thế là ông B ổng mới cầm toàn bộ cái giấy tờ nhà đất, ổng đi, ổng lãnh tiền hết luôn. Đố các bạn trông chắc được hay không? Thưa được. Tại vì tại thời điểm năm 2005 tôi, bà A bà bán cho ông B là bán chỉ có 300 trên 500 thôi mà, đâu có bán toàn bộ đâu. Về mặt ý chí, có giấy trắng mực đen rằng là tổng cái thửa đất là 500 m2, tuy nhiên là tôi chỉ có bán 300. Vậy thì trên nguyên tắc chúng ta sẽ đi đòi lại cái số tiền bồi thường tương ứng với 200 m của chúng ta. Các bạn ạ, hôm nay luật sư muốn phân tích cho quý vị và các bạn cái ý chí chuyển nhượng của hai bên tại thời điểm năm 2005 là có thật. Ông B ơi, tôi đâu có bán cho ông toàn bộ thửa đất, tôi bán ông có 300 thôi. Và việc bán cho ông 300 này thì tôi cũng có ghi bằng văn bản, bằng cái hợp đồng mua bán đất, số tờ, số thửa, tờ bản đồ, diện tích, giá tiền. Tuy nhiên tại thời điểm 2005 không thể tách thửa được nhỏ, cho nên áp lực của ông bảo rằng là thôi để ông giữ giấy thì cũng đưa ông giữ giấy, đưa cho ông ủy quyền thì thật sự cũng đưa cho ông ủy quyền rồi. Nhưng mà cái quyền định đoạt, anh không có được quyền hết toàn bộ đâu. Một chủ sở hữu có quyền chuyển nhượng, quyền mua bán, quyền tặng cho, quyền cầm cố. Tuy nhiên rằng cho tới thời điểm, đặc biệt là tới tầm thời điểm năm 2019, tôi chuyển nhượng cho anh có một phần à, tôi đâu có chuyển nhượng cho anh hết. Giờ tiền đền bù anh nhận hết là không đúng các bạn ha. Thực ra thì cái câu chuyện đền bù nó liên quan tới ban đền bù và tính pháp lý của ban đền bù. Cái này nó hơi thuộc về tế nhị, tôi cũng sẽ không phân tích. Tôi chỉ muốn quý vị và các bạn biết rằng chủ sở hữu, các bạn ạ, chủ sở hữu của cái thửa đất đền bù, cái nhà đền bù là của ai. Và nếu trong trường hợp ban bồi thường giải phóng mặt bằng nhận thấy rằng cho đến thời điểm hiện tại đã có một cái ủy quyền, nhưng chủ sở hữu, chủ quyền vẫn là của bà A, động tác đơn giản thôi, mời bà A lên, mời ngược đại diện ủy quyền lên,
Các bên có tranh chấp không? Không bên tranh chấp, tôi trả tiền cho quý vị. Còn nếu các bên tranh chấp, quý vị giải quyết xong đi, tôi sẽ phát tiền đền bù cho quý vị. Dĩ nhiên video này tôi lên sẽ có rất là nhiều anh chị em gọi là có một ý kiến trái chiều. Nhưng tôi chỉ nói rằng như vậy khi tính pháp lý, tại vì đây là một cái số tiền mà họ được nhận từ cái phần đất mà họ nằm trong dự án gì đó. Thậm chí có những cái trường hợp quý vị và các bạn ạ, hộ gia đình nhưng mà phát cho đúng có một người thôi, sau này tranh chấp để mình làm kỹ càng thì mình cũng phải hỏi chủ quyền sử dụng đất này vẫn là của bà A, kêu bà A lên làm sao, cái ủy quyền này là như thế nào. Thì bà A nói là thật sự hồi xưa tôi năm 2005 tôi bán cho ổng là 300 mét, thì tôi ủy quyền nhưng mà ủy quyền toàn bộ, nhưng thực tế là tôi chỉ bán cho ổng có 300 mét. Bây giờ các bên thương lượng được số tiền chưa? Dạ chưa. Thì chúng ta sẽ giữ lại cái số tiền đền bù, đợi chờ cái phán quyết có hiệu lực pháp luật. Thưa quý vị, thông qua cái video này tôi tặng cho quý vị và các bạn việc tranh chấp đất đai liên quan tới tiền đền bù rất là quan trọng. Và kiến thức pháp luật riêng về cái lĩnh vực đền bù, nhận cái quyết định hành chính, nó có rất là nhiều vấn đề. Tôi cho rằng nó thuộc lĩnh vực nhạy cảm. Về mặt chủ thể thì phía bà A đã chỉ có bán cho ông B một phần trong tổng diện tích thửa đất mà thôi. Và nếu như trong trường hợp các bên không thể thỏa thuận được thì chúng ta sẽ tiến tới cái việc khởi kiện tranh chấp quyền sử dụng đất, đền bù, tranh chấp đất đai, số tiền đền bù các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành. Tôi cũng có quay một số video để tặng cho quý vị và các bạn, hướng dẫn cầm tay chỉ việc các bạn một số vấn đề cơ bản khởi kiện ở tòa án. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với tôi trong suốt thời gian qua. Xin trân trọng cảm ơn.